Do về thăm người thân ở Ninh Bình khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều học sinh đang theo học ở Hà Nội và một số tỉnh đã không thể trở lại trường cũ để bắt đầu năm học mới. Nhằm đảm bảo quyền lợi học tập trong điều kiện phòng chống dịch, các nhà trường trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận và tạo mọi điều kiện cho các em được đến lớp, đến trường. Trong lớp ta hôm nay có bạn Bình sẽ có một thời gian để làm quen với cô và trò và tạm thời học ở đây trong thời gian nghỉ dịch. Rất mong các con ủng hộ và tạo điều kiện để cho bạn hòa nhập và bạn vui vẻ bạn học tập với lớp ta. Đồng ý không? Bắt đầu năm học mới này, đối với em Doãn Thanh Bình khá đặc biệt. Do tình hình dịch COVID-19 ở Hà Nội diễn biến phức tạp nên em chưa thể trở lại trường cũ. Vì thế em đã được vào học cùng các bạn ở trường tiểu học Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình. Những bỡ ngỡ ban đầu ở ngôi trường mới đã dần xua tan khi em luôn nhận được sự quan tâm, chia sẻ của thầy cô giáo và các bạn. Cháu thấy vui nhất là điều các bạn cô giáo giúp đỡ cháu. Cháu mong muốn nhất là dịch bệnh COVID qua đi cho mọi người sống yên bình như xưa. Đầu năm học mới này, trường tiểu học Ninh Khánh đã tiếp nhận tạo điều kiện cho 13 học sinh đang cư trú trên địa bàn phường có nguyện vọng vào học tập tại trường trong thời gian phòng chống dịch. Sau khi làm những thủ tục cần thiết như đơn xin vào học, rà soát địa chỉ trường cũ, nhà trường đã báo cáo cấp trên và được hướng dẫn tiếp nhận tạo điều kiện tốt nhất để các em nhanh chóng hòa nhập với học sinh cùng lớp, cùng trường. Nhà trường đã sắp xếp, bố trí và tạo điều kiện về tinh thần cũng như là các trang thiết bị học tập, ví dụ như là sách giáo khoa, vở và các điều kiện học tập có thể tốt nhất cho các cháu. Và cũng giao nhiệm vụ cho các cô giáo chủ nhiệm cũng như các bạn học sinh của từng lớp khi có các bạn mới do tình hình đặc biệt đại dịch COVID các bạn không thể về trường học được thì các bạn học ở đây để tạo điều kiện thuận lợi nhất và thân thiện gần gũi để các bạn yên tâm học tập. Các nhà trường cũng đặc biệt quan tâm, liên lạc thường xuyên, có hình thức dạy học phù hợp đối với những học sinh của Ninh Bình đang mắc kẹt ở những tỉnh thành khác và những em đang phải cách ly, để sau khi trở lại trường sẽ có thể theo kịp chương trình học. Hiện nay là trong lớp tôi thì có một em đang bị cách ly và chưa về học tập được. Và sau khi nắm tình hình học tập ở lớp thì tôi cũng đã trao đổi qua các cái bài tập, qua thông tin để cho em nắm được. Và tôi cũng đã hướng dẫn cụ thể em làm bài. Và sau khi mà em làm bài thì cũng gia đình đã cho em làm bài ôn luyện và gửi bài lại. Và giáo viên là có chấm chữa bài, nhận xét cụ thể cho học sinh để cho em học sinh đó là nắm kịp với kiến thức của các bạn ở trên lớp. Năm học năm nay thì do cái đại dịch như vậy và các em học sinh thì cũng rất là tâm lý thì cũng còn đang là hơi hoang mang một chút. Cho nên là chúng tôi cũng quán triệt tới cán bộ giáo viên là cố gắng tận dụng mọi cái thời điểm, thời gian vàng ở trong thời điểm này để dạy các em học sinh, dạy những cái môn chính, dạy những cái mà phần cơ bản nhất. Thế còn lại những cái phần nào phụ trợ thì có thể hướng dẫn các em để về nhà để làm. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngành giáo dục đang đối diện với nhiều thử thách, khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm, tin tưởng rằng dù ở môi trường học tập nào, các thầy cô giáo và các em học sinh sẽ luôn quyết tâm dạy tốt, học tốt.